Xin chào bà con nha, Út quay cho mọi người coi cái mùng ruồi ở bên chỗ Út ha. Đây nè mọi người, Út sẽ bỏ mấy cái kén á, kén thì bỏ từng cái khay như thế này nha. Để mà có cái kén mình bỏ vô cái mùng như thế này thì mọi người lấy cái con mà đã đen rồi nó bò ra cái chỗ khu mà để thu kén của mình á, sau đó mọi người lấy một cái máng mình bỏ cát vô, mình làm phẳng cái mặt cát nó đi, xong rồi mình đổ cái con đen lên nha mọi người. Thì sau cỡ chừng 2-3 ngày thì những cái con nào nó đóng kén trước thì nó sẽ ngoi lên trên, con nào chưa thì nó sẽ rút xuống dưới, rồi cái nào mà nó đã đơ rồi mọi người là nó đã hóa kén nha. Cái kén đó gọi là kén yến hoặc là kén ruồi lính đen nha mọi người. Sau khi cái kén đó mà nó đã đóng kén rồi thì mọi người bỏ vô cái khay bích, rồi mọi người bỏ kê lên từng từng để mình đem vô mùng ruồi nha. Mùng ruồi thì mọi người làm một phần sáng và hai phần tối thôi. Mọi người có thể đóng lại cũng được, hoặc là làm cái mái ở trên đó mình làm đóng lại để cho có cái chỗ mà nó mát mát thì con ruồi nó trú ngụ, còn đến khi mà trời nắng thì nó sẽ bay ra ngoài để giao phối với nhau, để sau khi mà giao phối thì nó phải 2-3 ngày thì nó mới đẻ trứng nha. Cho nên nhiều khi bà con mình nuôi giống thì mọi người có thể là từ từ, không cần phải vội vàng. Nhiều khi nó mới nở ra thì phải 3 đến 5 ngày sau khi nó nở thì nó giao phối với nhau, nếu mà gặp trời nắng thuận lợi thì nó mới đẻ. Khi mà đẻ thì nó sẽ kê đít vô những cái thanh đẻ như thế này nè mọi người. Thanh đẻ ở bên trại Út cũng có cung cấp cho mọi người luôn nha. Thì nó sẽ kê đít vô đây. Cho nên là nhiều khi bà con mình mới có 2-3 ngày nó nở ra rồi. Nhiều khi nó nở ra ruồi đực nhiều hơn ruồi cái thì nó lại chưa có đẻ liền. Bởi vậy mọi người đừng có nóng ruột ha. Thì cái này á, khi mà mọi người nó đẻ này nè, ngày nào là mọi người cạo ngày đó. Nhưng mà thường mọi người mới nuôi lần đầu á, thì nó sẽ ngày đầu tiên nó đẻ thì ít, thì mọi người có thể dồn 1-2 ngày rồi mọi người cạo luôn lần. Nhưng mà nhiều thì mọi người ngày nào cạo ngày đó ha. Để không thôi là đẻ qua ngày thứ hai, chiều thứ hai hoặc thứ ba thì nó sẽ bị bắt đầu nở ra từ từ á mọi người. Thì cái mùng thì mọi người sử dụng mùng thái ha, cửa trượt cũng được, hoặc là cửa làm sao để hạn chế nhất để cái con ruồi nó không bị bay ra ngoài á. Cho nên là bà con mình lưu ý nha. Cái thùng mùi á, thì cái thùng thúi thì Út có làm nhiều video ở trong kênh YouTube nông trại của Út rồi. Thì mọi người lấy ruột cá hoặc là bã đậu thúi rồi đó, mọi người bỏ vô, nước sẽ sệt khuấy đều lên cho nó thúi. Thí dụ mà khi nào mọi người thấy cái thùng đó nó hết mùi rồi thì mọi người khuấy nó lên ha. Số điện thoại để lấy trứng ruồi lính đen là 0976629090 nha. Cảm ơn bà con mình ha.